Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Prolog. Chúng ta lại lạc vào một thế giới của những con quái vật các bạn ạ. Rất nhiều thế giới quái vật trong Prolog đã được xuất hiện và hôm nay lại là một thế giới nào đó mình không biết. Và chúng ta hãy cùng đi khám phá là thế giới quái vật này nó sẽ có gì nha. Chào mừng các bạn đến với Monster Simulator. Đó, nghe cái chữ Monster là biết quái vật rồi. Đây là một cái tựa game. Mình thấy là nó theo một hơi hướng là mình cứ đi chém quái vật ha, rồi mình kiếm tiền, nâng cấp vũ khí, nâng cấp trang bị, khám phá những vùng đất mới. Trước đây thì có rất nhiều tựa game về quái vật rồi, có zombie nè, rồi có RPG World nè, có Slaying Simulator nè. Và gần đây nhất là cái tựa game lúc trước mình chơi ha, Limitless RPG các bạn. Đó, cho nên thì mình sẽ không phải nói nhiều về cái cách chơi tựa game này nha. Ok, đầu tiên thì ở đây là một cái lobby các bạn ạ, một cái lobby và rất là nhỏ xíu luôn. Chính giữa là một cái đài nước ha. Ở đây mình sẽ có là một cái shop nè, để bay. Buying đây là cái shop đầu tiên nha bạn, nó chỉ có một số cái vũ khí thôi. Và cao nhất là cái Dim Black này 32.000 tiền. Nó cho chúng ta là 125 sát thương và cộng 5 HP hồi máu á. Ồ, như vậy là vũ khí các bạn có thể vừa tăng sát thương nè, vừa hồi máu nhanh hơn. Bên đây là Game Pass, bạn nhân 2 Double Coin for Everything. Có nhiệm vụ nha. Game này bây giờ thì có nhiệm vụ rồi. Đương nhiên thôi các bạn, bởi vì cái tính năng mà nhiệm vụ là không phải là một tính năng mới trong game. Thì cái code nó nằm khá là dị các bạn. Cái code nằm bên góc trái nè, bấm vào đây ha. Có một code đầu tiên trong tựa game này là Headstar. Headstar Chula nha các bạn. Redeem. Nó cho các bạn là 10.000 tiền. Ê, Headstar Chula tức là sự khởi đầu vào tháng 7 nhá. Tựa game này vừa ra cách đây khoảng tầm 2 tuần thôi. Mà số lượng người chơi cũng không nhiều lắm ha các bạn. Bây giờ là có trứng rồi nha. Trong tựa game này vừa update phiên bản là có trứng. Và con bet này cho chúng ta nhân 6 lần. 6 lần tiền á. Như vậy là con bé sẽ cho chúng ta multiplier tiền. Là sao ta? Thôi kệ đi. Vòng vòng như vậy thôi. Bên đây mình có level cấp 30 nè. Đây là một trong những con bé mà chúng ta có thể mua bằng tiền nha các bạn. Con bé gì đây? 750.000 tiền. Cái trứng này á, là trong cái trứng sự kiện ad hình nha. 750.000 tiền. 300.000 tiền. Wow. Từ từ đi. Giờ mình đi ra nha. Mỗi người bắt đầu vô là có 100 máu. Và mình nhập code xong mình có 10.000 tiền nha các bạn à. Đó. Hiện tại thì mình coi trên Twitter nó chỉ có một cái code thôi các bạn à. Nhập xong code có 10.000 tiền nha. 10.000 tiền làm gì? Từ từ, trước khi mình đi mua vũ khí mới á. Ôi, trời ơi, 999 Robux mình có 5 triệu tiền. Wow. Ok, đầu tiên thì rất nhiều bạn quảng cáo về việc chúng ta mua những con pet luôn. Bởi vì nó vừa ra tính năng pet mà. Ở đây là mình sẽ có một cái cổng teleport. Yo, the school rusher. The school rusher. Đánh mình mỗi lần mất 6 máu, khá là thốn. Ê, và mình cộng 1 máu nha các bạn. Con này to quá. Con này là con orc nè, con yêu tinh nè. Đập con này chắc mình chết quá. Ok, đây là Hooded Assassin. May sao, chưa chật, nóng như vậy mà mặc cái đồ kính mít là sao? Chết liền. Kinh nghiệm mình đang có là 27/100 nha. Lên 100 kinh nghiệm mình sẽ lên cấp 2. Lên cấp chắc là mở khu vực mới rồi. Ba lô đâu có gì đâu mà sao lại có một cái chỗ selling ta. À, ba lô mới đầu cho mình có 200. Ồ, 200, hay, hợp lý. Một cái giếng thần các bạn à. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo hoa nhà ngươi. Đi, The Hooded Assassin. Ngươi thấy ngươi lùn không? Ngươi có thấy ngươi lùn không? Ta rất là cao, còn ngươi rất là lùn. Vậy thôi. À, như vậy là... Trời, sao bản đồ rộng thế? Mình cực kỳ ghét những tựa game có bản đồ rộng nha các bạn ơi. Bên đây mình có pet nè. Mỗi người tới đó là ba con pet equip nha. Có shop nè. Shop thì mình sẽ có một số game pass. Đây, Spring, chạy, VIP. Thì khi các bạn chạy nhanh các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề luôn. Coin, 5.000 coin, 25 Robux. Cũng được ha, không mắc lắm. Rồi, West. Đầu tiên á, defeat 5 The Hooded. 5 The Hooded, trước tiên muốn defeat cái gì đây? VIP các bạn à. Có vàng vòng trong đó kìa, rất là nhiều luôn. Ghê vậy. Rồi ok nha. Bây giờ mình sẽ mua vũ khí đi. 10.000 tiền mà không mua vũ khí thì làm gì, đúng không? 10.000 tiền. Mình sẽ mua vũ khí là 7.500 tiền. So với vũ khí đầu tiên á, thì sát thương gấp 5 lần nè. Sát thương từ 6 lên 30 ha. Máu sẽ cộng là 3. 7.500 tiền. Xong. Bây giờ mình đã có một cây là Electro. Ủa vậy? Shadow Slayer. Chang. Để xem khu vực tiếp theo sẽ cần bao nhiêu tiền. Hoặc là bao nhiêu cấp độ. Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần cấp độ ấy. Phải đạt được mỗi cấp nhất định ha. Chém 2 hit là đi liền. Kiếm quá mạnh. School Crusher lên cấp luôn. Wow. À, 5.000 tiền. 5.000 tiền mình sẽ qua được khu vực tiếp theo các bạn nhé. Hey hey, ủa không phải, này người chơi. Sorry. Get closer to unlock. Chen, chụp chen. Với con này được không ta?
Con này 200 máu nè. Ồ, đánh thốn nha. Người đánh thốn thế. Nhưng mà ngươi không phải là đối thủ của ta. Như vậy á, là một cái đầu lâu mình gọi là mình chặt đầu đối phương á, thì một cái đầu lâu chỉ một tiền thôi. Bèo bọt thế. Quét cầm lít nè. Claim 75 tiền ha. Làm nhiệm vụ sẽ có tiền các bạn ơi. Mình chắc mình sẽ mua pet quá. Phải đi mua pet thì mới nhiều tiền ha. Lúc trước không có mua pet thì mình nghĩ là người chơi trong tựa game này họ cày cuốc khá là lâu luôn á. Bây giờ thì có pet thì khá ok rồi. 2,82 nghìn tiền á. Đủ tiền mua chưa ta? Khoan khoan khoan. Hình như cái trứng hồi nãy á, là 5 ngàn tiền đúng không? Cái trứng này mình sẽ có hai con, một con là Angel 99%, một con là Glowing. Ok, mua trứng Robux cho bạn coi nè. Hi hi hi. Ba đương nhiên rồi, chỉ có 1% ra con Glowing thôi, cái gì vậy? Mua một trứng thôi. Con này sẽ cho chúng ta là nhân hai sát thương, nhân một tiền, nhân một tiền. Equip. Rồi. Mọi người tối là ba con bé nha các bạn. Bây giờ giá sát thương mình sẽ lên gấp đôi, hồi nãy là 30 đúng không? Bây giờ mình chém một nhát là 60. Ngoài ra thì các bạn có thể mua những con pet ở đây nè, giống như Pepsi Way tại vậy ta. Gummy Hydra Hashtag. Không, mình không thể nói là copy được, mình gọi là cảm hứng đi, lấy nguồn cảm hứng từ game pet đi. Chết liền. 30. Oh. Wow, từ từ. Chém. 30, 105. Hình như con pet nó có multiplayer cái đầu sọ đúng không? À, nhưng 100% các bạn à. Hay vậy. Ví dụ á, những con này 30 máu. À, 30 máu thì nó sẽ cho chúng ta 30 đầu sọ. Thì mình 60 máu, phạt 60 đầu sọ. Bây giờ nha, ví dụ một cái con Cool Rusher này. Hello, 200. Full rồi, không nhớ bao nhiêu nữa. Lại 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 các bạn ơi. Mình sẽ xem mình chém con này 60 sẽ được bao nhiêu cái đầu sọ nha. À, 35 cái đầu sọ các bạn. Thì bây giờ mình equip con Bad Angel này vô ha. Thì chúng ta sẽ được 70 cái đầu sọ. Không phải con này. Cái con 60 cơ. À đúng rồi, lên cấp luôn các bạn ạ. Hợp lý, quá hợp lý. Thiệt ra cách chơi thì nó không có mới các bạn, tại vì tựa game nó mới nên mình vào mình chơi mình review thôi. Ôi cấp 10. Các bạn muốn qua khu vực bên kia thì các bạn sẽ tốn 5.000 tiền. Còn các bạn muốn qua khu vực bên đây, bên đây nó cũng sẽ có những con quái nè, thì yêu cầu cấp 10 nhé. Ồ, hay đấy. Có con pet cho nên mình sẽ có nhiều tiền hơn nha các bạn. 5.000 coin, 25 Robux nè. Đi qua khu vực tiếp theo ha. Mình để ý có một điều là nãy giờ chúng ta chưa có một cái chỗ nào đó để mình qua lô. Chưa có một cái chỗ nào để tôi mua ba lô mấy anh chị ơi. Gì đây? 5.000 tiền. Get closer to unlock. Ok. Bên đây. Ui trời ơi, bên đây con gì thế? Có một cái portal đó bạn. Free không ta? Miễn phí không ta? À, nó miễn phí các bạn ơi. Và mình vừa mất 11 giọt máu, con nào nó vừa đánh mình rồi. Tổ sư tụi bay. Con này là Eagle Warrior. Chiến binh đại bàng các bạn à. Ý, full rồi. Nãy giờ mình để ý là có cái chỗ mình mua ba lô không nhỉ? Để mình sẽ giết một con để cho nó full nè. Hello, Eagle Warrior, hôm nay người không phải là đối thủ của ta. Chết. Rồi, upgrade. Full như ta, full chưa? Ủa cái gì vậy? Khoan từ từ. Sao mình lên 500 rồi? Really? Khoan khoan từ từ các bạn ơi. Con này là Minotaur nhé. Minotaur là một con bò rừng các bạn. Mà trong đây nó là một con rồng. Hừ, cẩu. Game này thì là ảo diệu. Bên đây cấp 25 nha. Và đi tiếp, cứ đi thẳng. Các bạn đi thẳng mà sẽ tốn tiền. Các bạn qua trái và sẽ tốn level. Như vậy từ game này nó chia làm hai nhánh rõ rệt nha. Nếu các bạn muốn qua mua. Ê từ từ nha. Upgrade capacity 900 vào 2100. À, như vậy các bạn sẽ upgrade cái ba lô các bạn lên. Bằng cách là khi nó full các bạn bấm upgrade luôn. Ồ, 144 tiền luôn các bạn ơi. Nó còn nhiều tiền hơn chúng ta đi dưới quái vật nữa. Như vậy chúng ta sẽ đi vào từ game này, không cần phải đi dưới quái vật nha, mình chỉ cần đi lượm rương thôi. Ở đây mình có một con sói. The Greasy. Gạt. 1.100 máu. Chơi mày luôn mày. Ây cha, ây cha, ây cha. Đâu vậy? Thôi, không chơi với mày nữa. Tại với con này. Rồi, full nha, sẽ full các bạn à. 1.35 ngàn tiền. Cái lượm lượm ta. Không, này không lượm được. Các bạn bán á, mỗi khu vực đều có sẽ có một cái nơi cho bạn bán luôn. Ta đã quay trở lại và ta sẽ giết ngươi. Đứng lại. Bật ship lock. Ây cha. Ê. Từ từ, để ta đứng dậy ạ. À. Để ta đứng dậy đã. Tại sao? Tại sao? Ai sẽ là người chết trước? Nó sẽ là người chết trước, đương nhiên rồi. Lên cấp 4 các bạn ơi. 600 luôn, một con này 600 sức chứa, 600 cái đầu sọ.
Bây giờ một upgrade là 4,02 tiền. Còn sell school thì mình sẽ có 1,35 ngàn tiền. 3,31 ngàn tiền rồi mình sẽ làm gì? Mua được con pet không ta? Hình như 5 ngàn tiền mới mua được pet thì phải. Và bên góc phải này nó sẽ hiện cấp độ các bạn nè. Mình cấp 4 ha. Số tiền bao nhiêu? Và cái stay các bạn đã mở được là như thế nào? 15 ngàn tiền là 59 Robux. Thôi kệ đi, mua tượng trưng thôi các bạn à. Tại vì mình nghĩ từ game này cũng không chơi lâu dài đâu. Tại vì cách chơi nó không có mới ha. 5 ngàn tiền. Lucky cái trứng thò các bạn ạ. Một con chuột. Chúng ta vừa có một con chuột. Con chuột này nó sẽ cho chúng ta cái gì? Nó cho chúng ta tiền gấp đôi nhân 2 tiền. Ôi như vậy là 49 Robux của mình bỏ ra nó hơi phế các bạn ạ. Chỉ số cũng là nhân 1, nhân 1 và nhân 2 thôi. Bây giờ mình sẽ đi đánh lại cái con sói hay con cáo hồi nãy để xem mình có mạnh hơn không và bán được bao nhiêu tiền khi ba lô mình full. Cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Trong tựa game này hiện tại chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vùng đất thôi các bạn à. Và mình đã mở được vùng đất đầu tiên. Ê con sói, đứng lại. Ui, sao cái con này mình đụng nó mình lại bị văng nhỉ. Cằn đấy, cằn đét luôn, 120 sát thương cho một lần chém các bạn à. Một lần chém mình sẽ hồi 3 máu, 3 máu ha, 120 sát thương. Đó là tính năng của cây kiếm. Tầm một cái là full liền. Trời ơi, upgrade lên liền. Không đủ tiền luôn. Sell liền. Khá nhiều tiền ấy, hình như là 1.750 tiền thì phải. Nó làm mình liên tưởng tới từ game Wario Simulator vậy. Wario hay là Battle gì đó. Monster Battle, chắc là vậy. Cái từ game đó là toàn body retro á. Từ game này cũng vậy ha. Quái toàn là sử dụng body retro thôi. Rồi thì thôi, có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và trong video này mình đã vừa review bạn một thế giới quái vật mới trong Monster Simulator với cách chơi cũng khá là quen thuộc. Và nếu bạn thích video này đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.